Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Funu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Funu TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 16 tháng 6 năm 2024 đồng loạt giảm trên thị trường thế giới và trong nước trong tuần. Tổng hợp giá cà phê trên thị trường thế giới trong tuần này, với giá cà phê Robusta trên sàn London có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024, tính chung cả tuần, giá cà phê đã giảm đi 160 USD trên tấn với mức giảm là 3,74%. Xuống mức giao dịch cuối tuần là 4.115 USD trên tấn. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 9 năm 2024 trong tuần này giảm đi 119 USD trên tấn với mức giảm là 2,88%. Xuống mức giao dịch cuối tuần là 4.009 USD trên tấn. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì mức khá cao trên mức trung bình. Cùng đà giảm với giá cà phê Arabica trên sàn New York, tính trong cả tuần này, ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024, giá cà phê giảm đi 0,65 sen với mức giảm là 0,29%, xuống mức giao dịch cuối tuần là 224,15 sen trên pound. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 9, giá cà phê giảm đi 0,5 sen, xuống mức là 224,4 sen trên pound. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê hai sàn cùng sụt giảm mạnh. Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, lực bán mạnh trên sàn Robusta lúc cuối phiên kéo cả hai sàn đi xuống. Giá cà phê cũng đang chịu áp lực bởi vụ thu hoạch tại Brazil diễn biến thuận lợi và nhanh hơn. Bên cạnh đó, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tuần khi các sàn giao dịch đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chỉ cắt giảm lãi suất một phần trong năm nay. Nhiều thông tin tiêu cực đẩy giá cà phê giảm mạnh phiên cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên thì xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã giảm liên tiếp trong 4 tháng trở lại đây, dấu hiệu cho thấy tồn kho trong nước không còn nhiều. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê trong nước duy trì ổn định so với phiên giao dịch trước. Ghi nhận ở các địa phương, giá cà phê thu mua ở mức là 119.500 đồng tới 120.900 đồng một kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, sáng nay ghi nhận quanh mức là 119.600 đồng một kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 119.600 đồng và 119.500 đồng một kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga ghi nhận ở mức là 120.500 đồng một kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 120.400 đồng một kg. Tại khu vực huyện Cư Quyên, Cờ Rông Năng và huyện Cờ Rông Bắc, giá cà phê cũng được thu mua quanh mức là 120.500 đồng và 120.400 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, sáng nay ghi nhận quanh mức là 120.500 đồng một kg. Ở khu vực huyện Chư Rông và huyện Chi Sê, mức giá là 120.400 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua với mức giá là 120.600 đồng một kg. Tại khu vực huyện Đắk Lắk và huyện Đắk Song, mức giá là 120.500 đồng một kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắc Hà và huyện Ngọc Hồi, sáng nay ghi nhận quanh mức là 120.500 đồng một kg. Tại khu vực huyện Đắk Lây, mức giá là 120.400 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay ghi nhận quanh mức là 120.600 đồng một kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 120.800 đồng một kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận mức giá là 120.900 đồng một kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 120.600 đồng một kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay. Chúc quý vị và các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.